Vâng, thưa mọi người, lại là tôi Trần Lê. Sau 2 năm trời bôn ba với tất cả những resort 5 sao trên đất nước hình chữ S thì hôm nay Hay Day Media chúng tôi đã quay trở lại nơi này, JW Marriott Phú Quốc. Đây là những thức phim bùng nổ. Chờ nhé. Mình là Huy Tuấn, mình là phụ trách mảng truyền thống của ngày hôm nay. Và hôm nay mọi người, như mọi người thấy bên trong không gian rất là đẹp. Hoặc là lần đầu tiên mình đến đặt chân đến Phú Quốc. Hoặc là đầu tiên được đến JW Marriott. Cái giọng run run mà đang xúc động đó mọi người. Không biết là hôm tối qua anh thấy là mình đi ngang phòng anh thôi chứ mình không nhìn vô lâu, nhưng mình thấy là anh và các anh em khác đang bàn về những cái kế hoạch cho ngày hôm nay. Thì tới thời điểm hiện nay anh thấy là kế hoạch nó đã tương đối ở mức độ nào, nó có giống như tưởng tượng tối qua khi mà bàn bạc với mọi người không? Rất khá là giống, cũng được khoảng 80% với lại so với lại khúc lúc tối qua bọn mình bàn đấy nha. Như vậy có nghĩa là mình thấy là cái 20% còn lại mặt khác chắc là nó là nằm trong cái gọi là những cái yếu tố mà mình không hình trước được, ví dụ như là yếu tố người nhà, nước ngoài. Rồi ngoài ra bản thân của khách hàng hôm nay cũng là một người họ muốn dành nhiều thời gian để tận hưởng hơn, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ có những cái biến số khác. Gặp anh thì tôi vô tình tôi lại thấy là đây cũng là một sự tình cờ, và cũng như là đây là một cái hay của nghề này đó, tại vì nó sẽ luôn luôn sẽ có 20% và thậm chí nhiều hơn những cái mình không tính trước được. Nhưng mà nếu mà tối qua anh Tuấn không có những cái bàn bạc với anh em ekip trước thì tôi nghĩ là hôm nay sẽ làm ngày khá là khó khăn. Khá là vất vả đối với toàn bộ ekip đó. Mọi người xung quanh đừng nhìn bất kỳ máy nào của tụi em hết nha. Dạ, rồi chuẩn bị hết chị ha. Thank you. Chúng ta cần phải biết chúng ta đang ở đâu, đúng không mọi người? JW Marriott là một nơi nghỉ dưỡng đã được xây dựng trên một cái concept của một trường đại học viễn tưởng có tên là trường đại học Lamarck. Và chúng tôi hy vọng rằng qua những thước phim, qua những hình ảnh của chúng tôi, khách hàng sẽ thấy được sự am hiểu cũng như thấy được sự chăm chút đến từng chi tiết của Hay Day Media. Thì tất cả nghệ thuật thì nó không mang tính chất là theo bất cứ một phong cách nào, thì anh suy nghĩ là vậy. Rồi từ đó mình mới có thêm kinh nghiệm, trau dồi những cái trải nghiệm, cộng hưởng với lại những cái kiến thức đó, mọi người feedback cho mình hoặc là mọi người góp ý cho mình đó, thì từ đó thì mình mới cho ra những cái sản phẩm sau này nó đẹp được. Cá nhân anh nghĩ vậy.